Ok rồi. Lương Thắm ơi, anh muốn nói chuyện với em một chút bật mic nhá. Nào, thông thường thì em bắt đầu làm việc một ngày thì em bắt đầu như thế nào? Em có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của em thôi. Ở đây không có gì là kiểm tra, không có gì là đánh giá hay phán xét gì cả, mà chúng ta là những người bạn bàn với nhau. Mục tiêu của buổi họp hôm nay là làm sao để chúng ta có thể tạo ra một buổi họp ngắn gọn nhất, hiệu quả cao nhất. Bao số anh chị sẵn sàng cho một buổi họp ngắn gọn nhất và hiệu quả cao nhất? Hai like nào. Vì thế tất cả mọi người sẽ tương tác một cách tập trung nhất. Là một nụ cười thật là tươi nhá. Thắm ơi, thông thường khi bắt đầu làm việc một ngày, em sẽ làm gì? Buổi sáng đầu tiên thì em dậy thì em sẽ ưu tiên vào cái việc đó là đi bán một sản phẩm ạ. Yes, bán một sản phẩm. Rồi tiếp. Bán xong thì theo các bước trong công thức Diamond Nhàn em chia sẻ xong rồi là cũng nhắc. Em cũng đi nhắc từng người trong nhóm là cũng bán một sản phẩm. Đó, Sau ok. đó thì em sẽ, những ai có lịch làm việc thì thường em hẹn lịch làm việc vào lúc 9 giờ sáng với cả 15 giờ chiều. Yes. Thì cứ mỗi khung giờ đấy em thường làm việc với hai người. Yes. Thế là một Tức là ngày là em làm việc khoảng 4 người. em cũng học theo anh, đó là em cứ hẹn vào giờ giờ chẵn ấy để em nhớ để không bị quên. Yes, Thì rất cứ là buổi chuẩn. sáng thường em làm việc với hai người, buổi chiều từ 2 đến khoảng 3 người. Yes. Đấy thì buổi tối cũng lúc 20 giờ thì em cũng tiên làm việc thêm khoảng hai người nữa. Yes. Ok, tuyệt vời quá. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Tốt, rất là tốt. Và số chị thấy là Thắm có một cái, có thể nói là Thắm đang có một công việc rất là phát triển, và cái thói quen làm việc có thể nói là rất là tốt rồi. Và số chị thấy điều đấy rất là tuyệt vời. Highlight. Rồi, vậy mọi anh chị có muốn được tốt hơn nữa không ạ? Tốt hơn nữa. Thì điều đầu tiên mọi người, chắc mọi người cũng biết là gần đây chúng ta biết một cái cuốn sách mang tên là cuốn sách phép màu, đúng không nào? Cuốn sách phép màu. Vì thế thì Yên bổ sung thêm ngoài những gì Thắm đang làm nhé. Thì bổ sung thêm này. Cái đầu tiên mọi người ạ, đó là trước khi làm việc hãy ngồi cầm một cuốn sổ, cái bút, viết biết ơn về chức danh mình theo đuổi năm nay. Mọi người cứ viết thôi, đừng quan trọng nó xảy ra hay không, đừng lo lắng về bất cứ thứ gì, hãy biết ơn với một trái tim biết ơn thực sự. Biết ơn để làm gì? Biết ơn để não của chúng ta trở nên thông tuệ hơn. Mọi người nhớ nhé, hãy viết biết ơn, được chưa? Việc đầu tiên là viết biết ơn về chức danh mình theo đuổi. Ví dụ, biết ơn 2022 tôi sẽ đạt được 621. Biết ơn trong một niềm hân hoan, bởi vì chúng ta biết tài năng của chúng ta chỉ có 1% thôi. 99% là những người khác giúp đỡ, 99% là những thế lực siêu nhiên làm cải biến con người chúng ta, biến chúng ta trở thành một con người trở nên xuất sắc hơn, thu hút về phía chúng ta những người tiềm năng hơn, đúng không ạ? Gợi ý cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta những điều tốt đẹp hơn. In xin phép một chút nhé. Mẹ ơi, con lại họp một tí. Tí con gọi được không? Ờ, thế mẹ ngủ đây sáng mai vậy? Vâng nhé. Rồi, ok, tiếp tục anh chị nhé. Xin lỗi mọi người. Đấy, tức là chúng ta viết biết ơn về một chức danh. Và chúng ta hãy tin tưởng rằng, hãy nhớ rằng, tài năng của mình nó chỉ là 1% thôi. Sự tài năng của mình nó là 1% thôi. Phần lớn là sự thông tuệ, đúng nào? Chúng ta biết có rất nhiều người, người ta gọi là nhiệt tình cộng ngu dốt thì chỉ thành phá hoại thôi. Chúng ta có muốn mình như vậy không? Tức là trên con đường thành công của chúng ta có rất nhiều việc chúng ta làm sai, và nếu như chúng ta không biết cách làm đúng thì chúng ta còn loanh quanh thành công. Cho nên em rất mong là buổi họp hôm nay rất là tập trung, tập trung, tập trung, tập trung, không ai làm bất cứ việc riêng gì, và thực sự tập trung, được không? Cái đầu tiên đó là viết biết ơn về chức danh mình theo đuổi với một cái sự nghiêm túc, với một cái lòng biết ơn thật sự. Bởi vì em nói thật, cho dù chúng ta có thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế, tài năng nó không đáng là bao. Chúng ta hãy biết ơn về những điều chúng ta theo đuổi, đúng không ạ? Điều số 2 là nhìn lại thời gian biểu dành cho nó, đúng không ạ? Thói quen thì quan trọng hơn kết quả. Chúng ta để ý thói quen của chúng ta. Ví dụ chúng ta có hay tươi cười không? Đúng nào? Chúng ta có làm chuẩn thời gian không? Đúng giờ đó online không? Đúng không ạ? Đấy. Thời gian biểu. Nào, chúng ta nhìn lại thời gian biểu. Ví dụ như Thắm á, làm việc từ 9 giờ đến 15 giờ. Đúng nào? Yên cũng vậy. Yên làm việc từ 9 giờ đến 15 giờ. Làm rất nghiêm túc như vậy. Trong suốt thời gian đó, ưu tiên số 1 là công việc của em, không ưu tiên bất cứ thứ khác. Tất nhiên sẽ có những hôm phát sinh. Phát sinh thì hẹn tất cả mọi người lịch sang ngày hôm sau, nếu mọi người làm trong cái khoảng lịch đó. Và cũng đừng làm việc lan man theo kiểu lê giải lê thê, làm đúng giờ, đúng lượng thời gian, làm đúng việc. Xong là kết thúc, đúng không ạ? Tiếp nữa này, đấy là việc số 3 nha. Đấy nó nằm trong 5 cái gợi ý cho một ngày mới làm việc, đúng không ạ? Việc số 4,
là vào group riêng, việc này Thắm làm thêm được thì nhóm sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Nào, mọi người tưởng tượng đi, mọi người tưởng tượng đi, đây là cái cảm nhận của Yên năm xưa. Khi Yên đến văn phòng thấy anh Ngọc Anh, Yên rất yên tâm. Nhưng mà thấy 3 ngày anh Ngọc Anh không đến văn phòng, mọi người nghĩ là Yên cảm thấy yên tâm hay lo lắng? Không biết có chuyện gì nhỉ? Anh ấy đi đâu nhỉ? Lo lắng. Mọi người, no một cách gì đó vẫn vô hình. No là bất an. Bất an tâm mà không an thì tiền có về không? Không thể về được. Và có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì trong hoàn cảnh này? Thông duyên. Ừ. Có nghĩa là đau lai hay bảo trợ, đau lai nghĩ gì á đúng không, Bạn hay là cứ trong chia sẻ trường đi. hợp bảo trợ mà không online, nếu mà suốt 3 ngày mà không online không làm gì trong group riêng á thì đau lai sẽ không có động lực để làm việc. Yes, điều này sẽ rất là lo lắng. Và có nghĩa là mọi người ghi vào. Có nghĩa là bất cứ khi nào mình làm việc thì mình như có một cái gì đó ngầm thông báo với nhóm. Tớ bắt đầu làm việc đây, đúng không ạ? Tặng cho nhóm một cái bài, một cái ảnh nào đó ý nghĩa. Chứ đừng âm thầm làm việc riêng bảo trợ. Đúng không ạ? Đã là bảo trợ, làm việc là phải nói cho mọi người biết. Tớ làm việc đây, anh em làm việc đi. Đấy. Nói câu đấy các anh em nó yên tâm. Đúng không ạ? Đừng có âm thầm làm tới 10 việc rồi nói: "Anh cậu không làm việc à? Tôi làm việc suốt rồi đấy." Chẳng ai người ta biết cả. Đúng nào. Đúng không ạ? Riêng bảo trợ làm gì là phải nói cho người khác biết. Ok. Đấy, đấy là việc số 4. Tức là khi bắt đầu làm việc vào nhóm riêng, thông báo anh em: "Bé này, tôi làm việc đây." Tốt hơn nữa. Tốt hơn nữa. Thành công mà không chia sẻ, như thầy Phạm Đình Năng nói, thành công mà không chia sẻ là sự thất bại. Cho nên, tốt hơn nữa, vào nhóm 15%. Anh em làm việc đi, tớ làm việc đây. Gieo nhân, tu nhân tích đức, đúng không ạ? Đó là tích đức. Hãy làm thêm điều đấy mất có 2 giây thôi, đúng không ạ? Nhưng vô tình, sự chăm chỉ của mình sẽ thôi thúc người khác. Mọi người sẵn sàng làm như vậy không? Và số anh chị sẵn sàng. Từ bây giờ mình làm việc, mình nói cho nhóm biết. Từ bây giờ mình làm việc, mình nói cho nhóm khác biết. Và số anh chị sẵn sàng hay là thật nhá, ghi vào sổ lần nữa đi cho nó chắc. Chứ nhiều khi chúng ta âm thầm lắm. Yên không biết điều này đâu, Yên không biết đâu. Cho đến khi Yên Yên tận chính Yên đã trải qua cái cảm giác là cái người bảo trợ của mình làm việc hay không làm việc mình không hề biết, thấy nó mù mờ, nó lo âu đó. Và mình phát hiện ra là, cho nên đấy, mọi người biết không, cho dù Yên có đi du lịch thì Yên cũng phải, ngày xưa làm văn phòng thời sinh viên ấy, cho dù Yên có đi du lịch Yên cũng phải qua văn phòng cái xong mới đi đấy. Cho dù Yên có về quê ăn các kiểu, cho dù bất cứ việc gì thì Yên vẫn luôn đến văn phòng dù chỉ có 5 phút. Không biết là ở đây có ai chứng kiến cái cảnh đấy chưa, nhưng mà ngày xưa Yên là như vậy. Linh Khang có biết điều đấy không nhỉ? Linh Khang, Hồng Giang có biết, có biết ngày xưa Yên đã từng chia sẻ như vậy. Cái điều đấy rất quan trọng với nhóm. Bởi vì chúng ta là người có kinh nghiệm, bởi vì chúng ta là bảo trợ của một đội nhóm mà chúng ta không khiến cho nhóm yên tâm. Giống như buổi sáng hôm nay đọc sách về đắc nhân tâm ấy, hay lắm mọi người. Mọi người hãy tự đặt ra câu hỏi là, mọi người hãy suy nghĩ về điều này nhá, mọi người có thể ghi lại điều này. Mình nói chuyện với người khác để người khác hưng phấn hơn hay để người khác áp lực hơn? Mình nói chuyện với người khác để người khác hào hứng hơn hay buồn chán hơn? Mình xuất hiện để người khác đầy động lực làm việc hay khiến người khác lo no lắng? Mình xuất hiện để giúp mọi người trở nên rõ ràng hơn hay rắc rối hơn? Đúng nào. Mình xuất hiện để giúp mọi người có nhiều cảm hứng hơn hay nhạt như nước ốc? Cho nên, ngay cả những giây phút kiểu như thế này, chúng ta hãy bật camera, chúng ta hãy nở một nụ cười thật là tươi, sống một cuộc sống thật sự cống hiến và động viên người khác. Đồng ý không ạ? Và xin chị sẵn sàng sống một cuộc sống đạm tươi cười như vậy hay nào? Đó. Hãy cười nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, động viên người khác nhiều hơn, sống cuộc sống nó ý nghĩa như vậy. Hãy sáng nay đắc nhân tâm dạy đấy, đúng không? Đấy, đúng không? Hãy luôn nói chuyện đầy cảm hứng hay nói chuyện một cách vô hồn, ủ rũ, ỉu xịu, đúng không ạ? Đấy, mình hãy mặc định mình là ai nhá. Cho nên lúc nào nở nụ cười thật là tươi, động viên anh em, các chú máu lên, các em phải điên lên, phải kinh khủng vào, kiểu kiểu thế. Đấy. Ok, rồi. Điều số như vậy, điều số 4 là chúng ta làm gì chúng ta phải nói cho nhóm biết. Đặc biệt mỗi khi làm việc, anh em ơi làm việc đi, tặng anh em cái ảnh này, sau đó hãy làm việc. Mất có 10 giây thôi, cho đi, được không ạ? Cho đi là một cái gì đó là tích đức cho mình đấy, được không ạ? Rồi, và cuối cùng, sau đó bước số 5 là inbox 11, inbox 11. Đấy. Thì anh khuyên Thắm là làm thêm 5 bước này.
sau đó thì mới là bán một sản phẩm, đúng không ạ? Bởi vì bán một sản phẩm là ngoài cái lịch làm việc của em nhá, lịch làm việc 1-1 thì nó riêng rồi nha, còn đây là làm với nhóm, sau đó là bán hàng, bán một sản phẩm rồi theo lịch làm việc, đúng không nào? Đấy, mình bán thì có thể tận dụng bất cứ thời gian rảnh nào là bán mình có cần lịch lịch làm việc nữa, đúng không ạ? Rồi, Vâng. ok. Vậy thì khi inbox 1-1 thì nó có mấy tình huống như sau. Nào, inbox 1-1 thì mọi người phải nhớ mấy điều. Điều đầu tiên, khi inbox 1-1, có những người downline, người ta rất muốn thành công nhưng người ta luôn mong ai đó giúp đỡ. Có chuyện đấy không ạ? Có. Ai đó giúp tôi với, giá mà ai đó cho tôi một đơn hàng, giá mà bảo trợ tuyển giúp tôi một người thì tốt biết mấy, giá mà bảo trợ họp nhóm cho tôi, giá mà bảo trợ tổ chức chương trình cho nhóm tôi thì chắc nhóm tôi nhiệt huyết. Giá mà bảo trợ tổ chức một buổi đào tạo về wellness có khi nhóm tôi yêu wellness hơn. Giá mà có chuyện đấy, có thể bởi vì Yên đã từng như vậy. Nhưng mọi người biết không, mọi người ghi câu này vào sổ rất quan trọng này, thành công là đi trên đôi chân của mình, không thể nhờ được. Ngày xưa em cứ như chờ như vậy, em cứ chờ như vậy, ước như vậy. Ví dụ nha, nhóm Yên thấy nó cứ rời rạc, Yên ước giá mà bảo trợ tổ chức một buổi họp, quy tụ anh em lại cho anh em nó đoàn kết thì hay biết mấy. Đợi chờ là mất hút. Chẳng được cái gì cả. Anh ấy đừng bao giờ đợi chờ mọi người. Không đợi chờ. Muốn cái gì thì mình tổ chức đi. Tại vì thành công đi trên đôi chân của mình. Thành công không thể nhờ được anh chị ạ. Chúng ta thử tưởng tượng mà xem. Làm gì có ai chia sẻ rằng tôi thành công hoàn toàn là nhờ người A, người B, người C, người C, người C. Phải đi trên đôi chân của mình, phải nỗ lực, phải hành động, đúng không ạ? Thì đấy là một cái bài học rất quan trọng trên con đường làm giàu, đúng không ạ? Bài học số 2 ấy, nó cũng gần gần như vậy. Bài học số 2 đó là khi Yên mới làm việc, như mọi người biết là một phần là Yên cũng là dân chuyên, cho nên Yên luôn thích cách làm việc thông minh, đúng không mọi người? Yên luôn luôn mong muốn cách làm việc thông minh. Thế là đọc sách về lãnh đạo, là lãnh đạo là gì? Người giỏi không phải là người làm tất cả. À, thế là mình bắt đầu nghĩ cách làm thế nào đấy để đáo lai nó làm việc chứ. Mấy cái đứa kia giỏi giỏi kia mình khích lệ, mình nói nó, ôi Duyên ơi cậu siêu lắm, cậu cậu tổ chức dạy sản phẩm giúp tớ đi, tớ nghĩ là cậu là người tài năng hơn tớ, tức là ít cố gắng khích lệ người khác để người khác làm việc thay cho Yên. Vậy điều gì xảy ra mọi người? Ngày Tất càng cả tệ đi, mọi người cùng làm việc. ngày càng tệ đi. Thế nên Yên mới nghiệm lại, trước khi mình muốn học một cách thông minh, trước khi mình muốn giải toán thông minh thì mình cần phải học tập một cách chăm chăm chỉ, đúng không? Mọi người ghi vào, chăm chỉ rồi mới thông minh được, đúng không? Chứ còn ngay mới mà đã đòi làm việc thông minh thì nó là điều không thể. Vì thế Yên khuyên rất chân thành, giai đoạn ban đầu mọi người cần phải làm việc một cách, đừng nghĩ đến thông minh mà làm việc một cách hết mình, làm việc một cách đắm chìm để làm gì? Để trải nghiệm mọi việc trong công việc. Nó giống như tất cả những người thành đạt trên thế giới, nếu mọi người đọc sách về, mọi người sẽ thấy là họ đều sẵn sàng làm từ những việc như kiểu bảo vệ làm gì, họ cũng sẵn sàng trải nghiệm công việc của bảo vệ. Họ sẵn sàng làm công việc của lễ tân, họ sẵn sàng làm công việc của kế toán, họ sẵn sàng làm công việc của công nhân, họ sẵn sàng làm công việc của kho bãi, họ sẵn sàng làm, đúng không? Chứ còn một người đến mà kênh kiệu, không, tao làm nhân viên văn phòng, tao chỉ làm nhân viên văn phòng, tao không làm lao công, mày quét nhà đi, mày pha trà đi. Một người thành công, người ta sẵn sàng làm mọi thứ, mục đích tích lũy kinh nghiệm, đúng nào, mục đích để rèn mình, đúng nào. Cho nên đấy, công việc kinh doanh này cũng vậy mọi người. Chúng ta sẽ có khoảng 3 đến 6 tháng tùy vào lượng việc chúng ta lao động để chúng ta tích lũy đủ lượng trở thành một con người khác. Còn chúng ta lười một việc, chúng ta bị trả giá điều đấy. Lười hai việc, chúng ta bị trả giá về đấy. Ví dụ, chúng ta biết là trước hay sau mình phải tổ chức họp nhưng mà cứ trì hoãn. Điều đấy sẽ phải trả giá. Đúng không mọi người? Chắc chắn đấy. Chắc chắn đấy. Mọi người cứ nhớ mà xem. Cứ việc gì, cho nên ấy, ngày xưa ấy, tầm 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 như vậy, tầm như mọi người đây ấy, Yên có một cái câu nói rất hay. Mọi người ghi vào sổ nhé. Cứ việc gì hãi là phải làm ngay. Dụ, mình rất hãi họp nhóm, họp luôn. Mình rất sợ dạy nhóm về sản phẩm, dạy luôn. Chẳng biết gì cũng cứ dạy đi. Ngô không thành ngô, thành khoai cũng được. Cứ làm đi đã, được không? Đấy là bài học quan trọng đầu tiên. Trước khi mình muốn tạo ra người giỏi thì chính mình phải giỏi trước. Còn mình chưa giỏi, mình làm mới được. Lang thang đôi ba việc một ngày thì chưa ăn thua. Mọi người biết không, có những thời điểm mà Yên phải nói là một ngày Yên phải hẹn làm việc khoảng độ, ngày xưa ấy làm văn phòng trực tiếp 10 người là chuyện bình thường,
10 người thì tương ứng bây giờ làm online phải bằng 20 người đúng không mọi người? Bởi vì một khung giờ bây giờ có thể làm việc tới khoảng 2 người. Còn ngày xưa một khung giờ chỉ làm việc với một người thôi. Vậy mà Yên làm đắm chìm tới mức ít nhất là 10 lịch làm việc một ngày. Tương ứng là bây giờ mọi người phải nghĩ tưởng tượng là 20 cuộc hẹn một ngày. 20 cuộc hẹn. Đắm chìm như vậy, cứ rảnh phát là gọi điện, rảnh phát là nói chuyện, rảnh phát là giao bài tập về nhà. Như vậy nó mới chiến, nó mới máu. Đấy. Được không ạ? Và chỗ này ấy, Yên rất muốn mọi người hãy suy nghĩ về điều này. Mọi người ghi câu này vào sổ đó là anh Ngọc Anh trong hoàn cảnh mình sẽ làm gì? Tại sao Yên muốn gieo rắc, đi gieo rắc lại với anh Ngọc Anh? Bởi vì anh Ngọc Anh là không có bảo trợ bên cạnh. Đúng không? Anh Ngọc Anh tuyển nhóm xong thì ai sẽ là người quản lý nhóm của anh đấy? Ai tổ chức họp cho anh đấy? Ở yên đấy. Ai đưa ra chiến lược đạt mục tiêu cho anh đấy? Ai bỏ tiền ra tung chương trình cho nhóm? Ai đào tạo nhóm về sản phẩm? Ai đào tạo nhóm về tuyển dụng? Ai đào tạo nhóm về chiến lược kinh doanh? Ai ạ? À? Tự nghĩ và tự làm, đúng không ạ? Và giả sử nhóm anh đấy có 10 người. Theo anh chị, anh Ngọc Anh sẽ có bao nhiêu lịch trong số 10 người đó? Lịch hết 10 người. 10 Yes. lịch. 10 lịch. Còn nếu không thì anh ấy sẽ cảm thấy mình rất là đần độn, vất vả tuyển ra một người rồi lại bỏ rơi người ta. Đúng không? Đấy. Cái ông Eric Worre này, anh rất là muốn mọi người hãy ghi nhớ cái cuốn sách của ông đấy. Ông ấy nói là chúng ta mất rất nhiều công sức tuyển một người nhưng mà chúng ta lại rất dễ bỏ rơi người khác. Hôm nay ấy, Yên có làm việc với một cái nhóm. Thú thực, anh chị hay quá. Yên bảo inbox sơ sơ thôi. 5 người, cả 5 người đều đón nhận. Và em biết, Yên hỏi họ là thế à, bắt đầu công việc bỡ ngỡ gì không? Bạn có ước mơ gì không? Ai cũng nói có ước mơ, có ước mơ. Rất tiếc luôn. Nhóm này mà đánh thức ước mơ thì ai chẳng làm việc. Đúng nào? Rèn luyện hạ quy trình và bám sát ước mơ của họ. Ai cũng bán được 500, 1.000 rất là dễ. Và nhóm này lên 21 không có gì khó cả. Mọi người cứ tưởng tượng mà xem. Thú thực là vô tình Yên quan sát điều này từ rất lâu rồi. Đó là chúng ta có nhóm nhưng mà chúng ta hay bỏ rơi. Tiếc lắm. Thật sự luôn. Hôm nay Yên qua quan sát. Ở đây Yên không nói một ai nhé mọi người nhé. Nhóm nào cũng rất là tốt. Ai Yên cũng yêu nói thật. Yên chỉ có một ước vọng duy nhất Yên xuất hiện ở đây ngày hôm nay với một vai trò duy nhất là giúp mọi người trở nên tốt hơn. Đúng không ạ? Downline phản ánh bảo trợ. Mọi người đang phản ánh chính Yên. Mọi người chưa tốt chính là lỗi của Yên. Yên chưa tốt. Và vì vậy chúng ta, thầy trò chúng ta, bảo trợ downline chúng ta cần phải rèn luyện nhau để tốt hơn. Bao số anh chị sẵn sàng rèn luyện của Yên để trở nên tốt hơn hay nào? Bởi vì downline phản ánh bảo trợ mà. Mọi người chưa tốt, phản ánh Yên chưa tốt. Đồng ý không? Và chúng ta sẽ cùng cải thiện, cùng rèn luyện nhé. Đấy. Thì đấy là cái điều mà Yên cũng muốn rất là muốn chia sẻ mọi người là luôn luôn suy nghĩ anh của anh trong hoàn cảnh mình sẽ làm gì. Bất kỳ một tuyên viên nào luôn cần hai thứ, một là đánh thức ước mơ của họ và rèn kỹ năng cho họ. Đúng không? Rất nhiều người em hỏi là ok, rồi em có ước mơ đúng không? Em ước mơ 30 triệu một tháng. Thế thì năm bước của anh họ là gì? À cái này em nghe rồi nhưng mà em nhớ mang máng. Mang máng gồm những gì em cứ chia sẻ với anh thôi. Không sao nếu em không nhớ. Thú thực với anh này em chưa có nhớ. Thế thì ước mơ nó chỉ là giấc mơ thôi. Đúng không? Phải có những cái sự hiệu quả. Đến còn Yên còn chưa nói là đến lúc khác Yên sẽ nói ok tuyệt vời quá ước mơ, thế bây giờ làm thế nào để kiếm được 30 triệu? Em nghĩ rằng em phải nổi xây mấy chân 21 đúng không ạ? Người ta phải trả lời được là hai chân. Mỗi chân 21 khoảng bao nhiêu người? 15 người trở lên đúng không ạ? Thế bây giờ để có được 15 người thì phải có một người. Vậy thì giả sử anh là một người ứng viên vô cùng tiềm năng rất muốn làm thêm, thử tuyển anh đi. Đấy Yên cứ như vậy. Nếu khác thì anh là một bệnh nhân đang đau dạ dày đây, thử xem tư vấn anh là anh nghĩ à, em nghĩ là anh nên dùng sản phẩm gì đúng không ạ? Chúng ta phải rèn luyện với nhau thôi. Đấy thì cứ ước mơ và rèn luyện là ra vấn đề. Đúng không? Mà chúng ta cần có bao nhiêu? 15, 20 người thạo. Hai cái đó là lên thôi. Còn chúng ta đừng tập trung vào kết quả. Nha. Mọi người yên tâm ngày hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau. Tinh thần anh em, con người đi trước công việc theo sau. Vui vui với nhau là một nụ cười thật là tươi. Chơi với nhau thật là chân thành với nhau. Đúng không ạ? Còn phần còn lại Yên cam kết là anh chị không phải lo lắng kiểu gì thì kiểu chắc chắn sẽ là live. Yên cam kết đấy nha, Yên xin phép chụp hình cái để cam kết là đội này chắc chắn sẽ là này mình tin đi, chỉ cần mọi người
trân quý những người bạn ở đây, trân quý ngày hôm nay sẽ là Diamond, đúng không ạ? Và số anh chị cảm thấy yên tâm khi biết chắc chắn mình là Diamond 2 năm, đúng không? Chắc chắn, yên tâm, 1 đến 3 năm là Diamond. Bởi cuộc đời em đã trải qua hết rồi, trải qua rồi. Đấy, đúng không ạ? Nhớ nhá, đi trên đôi chân của mình này, đúng không ạ? Đấy. Và bắt đầu phải hết sức chăm chỉ, sau đó mới làm việc thông minh. Còn ngay từ đầu đã hy vọng làm việc thông minh, hy vọng người khác làm thay cho mình, hy vọng có tướng tài dưới mình thì không xảy ra đâu, đúng không ạ? Không thầy đố mày nằm lên, mình phải là một người thầy giỏi thì mới có đau lai giỏi được, còn mình chưa giỏi thì không có, đúng không ạ? Điều thứ ba này, điều rất quan trọng này, hôm nay Yên phải làm việc với một người rất tuyệt vời. Yên làm việc hai người, mọi người, hai người này bán hàng rất là tốt, rất chăm chỉ làm việc nhưng mà lại chưa có nhập. Theo mọi người Yên phải làm gì? À, bước một mọi người đi vào rồi, bước một là Yên đặt vai. Yên đặt vai là họ. Nếu Yên là một người chăm chỉ bán hàng mà chưa có nhóm, chuyện đấy có thể xảy ra. Có chứ, đúng nào. Nhưng phần lớn là người ta chỉ làm những thứ dễ làm, còn những thứ sợ hãi người ta không làm. Đối tượng đấy là đối tượng khoái bán hàng, dễ bán hàng nhưng mà lại rất sợ tuyển dụng, đúng không? Và nguyên tắc của thành công là việc gì sợ là phải lao vào làm. Đấy, đúng ạ. Thế thì Yên cũng dạy họ là em ơi, để thành công được cứ việc gì sợ là em phải lao vào làm. Lý do em chưa có nhóm có phải là em sợ tuyển, đúng không? Lao vào làm đi. Thế đây ấy, làm sao để em không phải là lao một cách thiếu hiểu biết, tức là lao đầu vào đá, mà em phải thực sự thấu hiểu những kỹ năng trong đó. Đó là lan tỏa phương pháp kinh doanh thông minh cho người khác, đúng không? Và lại luyện tập bao về thiết lập hẹn, luyện tập nhau về mô tả công việc, đúng không? Và mô tả nó phải đầy đầy gì ạ? Cảm hứng. Đầy cảm hứng, bởi vì cảm hứng mới sinh ra gì? Cảm hứng mới sinh ra gì ạ? Năng lượng. Sáng kiến, mọi người ạ, mọi người ghi vào. Cảm hứng mới sinh ra sáng kiến, không cảm hứng chỉ sinh ra Tối kiến là không tối được. kiến thôi, toàn xui dại mình thôi, mình toàn lâm đầu vào đá thôi, đúng không? Mình tự nhiên buồn đúng cái lúc quan trọng, mình tự nhiên không nghe đúng lúc Zoom hay, đấy là tối kiến, đúng không ạ? Đúng lúc nhóm mình cần mình tung chương trình về bán, mình lại tung chương trình tuyển. Đúng lúc nhóm mình cần họp nhóm thì mình lại không họp. Thế nên khi cơ hội qua đi rồi thì lúc đó mới nhận ra giá mà có chuyện đấy, đúng không? Bởi vì chúng ta không được những gợi ý mọi người ạ. Mọi thứ đến cuộc đời mình coi đó là gợi ý ma thuật. Ví dụ nhá, mọi người có lờ mờ trong mấy ngày nay nghe về Wellness Kit không? Mọi người có mong muốn là Well Kit Kit là chương trình dành cho nhóm mình, có muốn nói thế không? Câu này Hồng Giang, câu này Hải Lý hay nói lắm. Bất cứ điều gì đến bạn ấy coi như là gợi ý ma thuật. Đây là chương trình dành cho mình. Ngày xưa Hồng Giang lên 21 theo đúng cái chiến lược đấy, đúng không Hồng Giang? Tức là Hồng Giang rất rất kỳ lạ, tự nhiên giai đoạn đó Hồng Giang đột phá lên một câu nói là chương trình này là công ty dành cho mình. Đấy, hay kinh khủng không? Và sau này học sách, đọc sách về phép màu mới biết đó là gợi ý ma thuật. Tức là bất cứ điều gì mình nghe lờ mờ phát mình con được, đây là cơ hội của mình. Và bộ não của chúng ta sẽ sáng tạo. Còn nếu ấy, những gì đến với cuộc đời chúng ta mà chúng ta thờ ơ ấy, thì rất nhiều cơ hội sẽ qua đi trong cuộc đời. Ok ạ? Nghe từ kít phát, à, chương trình này dành cho mình, rất có thể. Hãy làm trong tâm thức mình, sau tự nhiên mọi thứ nó xảy ra. Chứ Hồng Giang có giỏi được ngay từ khi bắt đầu đâu, đúng không Hồng Giang? Đầu tiên Hồng Giang phải có cái suy nghĩ đấy là đây là chương trình dành cho tôi. Còn Hồng Giang có thể chưa biết làm gì. Sau đó Hồng Giang cứ nghĩ rồi cứ ra rồi cứ gọi điện rồi tự nhiên là có đơn hàng. Còn nếu Hồng Giang không nói câu đấy, không gọi điện, không gọi điện, không có đơn hàng và chẳng bao giờ có cảm hứng. Nhưng nói rằng đây là chương trình dành cho tôi, thế là gọi điện có đơn hàng, lại gọi điện, lại có đơn hàng, lại gọi điện có đơn hàng, lại gọi điện có đơn hàng, cứ vậy đó. Và rồi Hồng Giang lại lóe sáng lên, thêm cái này thêm cái kia rồi bớt cái này nàng cái kia, thế là nhóm nó cứ bùng lên. Chắc chắn đúng không Hồng Giang? Và cái này là sách dạy. Vô tình Hồng Giang làm chuẩn 100% sách. Gợi ý ma thuật mọi người, bất kỳ điều gì đến đó là gợi ý ma thuật. Vậy mọi người có muốn chương trình Wallet Kit kia là chương trình của mình không? Nói điều đấy trong tâm thức đi. Đây là chương trình của tôi. Chương trình này là dành cho tôi để tôi tốt hơn. Hãy nghĩ như này nhé. Đấy, ok ạ. Thế thì đấy, thì Yên có nói với bạn đấy là điều đầu tiên ấy, em phải nhớ là trên con đường thành công ấy, cái điều gì sợ hãi em phải vượt qua nó. Còn nếu không ấy, nó là rào cản duy nhất thôi. Hình như em sợ tuyển đúng không? Đấy, sợ tuyển và em phải luyện tập tuyển, đúng không? Sợ tuyển. Và điều thứ hai ấy, chúng ta phải nhớ là cái công thức của chúng ta làm đúng, đủ, đều
Mọi người ghi vào sổ, đúng đủ đẹp. Và theo mọi người, một ngày chúng ta cần mô tả công việc cho khoảng bao nhiêu người? Em đang gom ghém nỗi nhớ vui với yêu đương từng trao cho anh. Thành dần năm tháng phải hứa em cố mạnh mẽ vậy mà. Tâm từ lời em bối rối đã quá lâu không cùng ai sát lối. Đừng để riêng em để bước gần đi mắt tôi ra từ nơi trường. Thật xa em không có hương giữa trái tim em thì tương tư mỗi kỳ. Em đã trong lòng và giấc mơ đã tìm em sau cô. Em cũng còn một thứ cho trên bên. Em cũng có một yêu mến. Em cũng chỉ là con gái thôi không biết hơn rồi. Yêu đương không như ý muốn, vậy nên ta không có quyền để chọn. Thật ra em vẫn còn thương, dẫu trái tim em nhiều tổn thương mỗi khi buồn. Em nén trong lòng rồi giăng cấp, nén tim để em sống đó. Em cũng còn một người cho trên bên, em cũng có một yêu mến. Em cũng chỉ là con gái thôi không biết hơn rồi. Nếu có thể vì anh đánh mất cuộc sống, em rất muốn người biết hơn nếu được chọn. Em vẫn thương đó là anh. Nếu không làm có nhau, sẽ hãy buông tay nhau. Chấp nhận mọi thương đau ấm về sau. Đừng níu kéo làm gì, chỉ phí thêm thời gian. Đã tìm người mới thay thế được em. Em cũng cần một người cho trên bên. Em cũng có phút yêu bên nơi được chọn. Em vẫn ước đó là em. Bao nhiêu người? Ba người ạ. Không làm được thế đâu. Một ngày may ra được hai người. Mọi người thử nghĩ mà xem, chúng ta có làm đều đặn được hai người không? Hãy cố gắng làm bằng mọi sự khéo léo. Ví dụ nhá, kể cả mình không hôm nay chưa mô tả công việc cho ai, thì phải nhờ Hồng Giang ơi, có việc này rất tế nhị, anh muốn nhờ em giúp anh 3 phút thôi. Việc gì đấy? Anh đang hứa với bảo trợ anh là hôm nay phải mô tả công việc cho một người mà anh từ sáng giờ chưa tìm được ai. Nhờ em lắng nghe anh 3 phút. Có được không? Được không ạ? Được. Đấy là những người cam kết làm nó phải như thế, bằng mọi cách là đạt mục tiêu của mình. Đúng không? Cứ làm sao đấy, nói chuyện với hai người một ngày, mọi người ghi vào sổ. Mô tả phương pháp kinh doanh đầy thông minh về dòng tiền và cấp số nhân cho hai người một ngày. Đấy. Bởi vì một ngày chúng sẽ từng bán hàng trên hai người mà. Ít nhất cũng nhờ được hai người lắng nghe chúng ta 3 phút, có được không ạ? Theo mọi người trong cuộc đời có nhiều người sẵn sàng dành chúng ta 3 phút không? Có chứ. Mục đích không tuyển mà là hoàn thành lượng. Bởi vì như này, điều số 2 yên nói với bạn ấy là bởi vì cuộc đời rất thú vị ở chỗ là có những người hôm nay không đồng ý như tuần sau lại muốn tham gia. Có những người tháng này không tham gia như tháng sau lại muốn tham gia, có chuyện đấy không? Có. Thế nhưng nếu hôm nay chúng ta không mô tả, chúng ta ngại sự từ chối thì bao giờ đã có người tham gia. Lượng nó mới biến thành chất được. Đấy, cho nên mọi người ghi vào sổ là đối với trường hợp mà mãi chưa có nhóm, lý do đầu tiên là sợ tuyển, cho nên cần phải luyện tập. Lý do số 2, nói với người ta rằng hôm nay người ta từ chối, biết đâu tháng sau người ta lại muốn làm. Đúng không? Tuần sau người ta lại muốn làm. Chuyện đấy là chuyện xảy ra.
Và mỗi một ngày hãy mô tả công việc cho hai người. Đều đặn, đều đặn, đều đặn, đều đặn, đều đặn. Ok, thì đấy là vài điều em muốn tâm sự với mọi người ngày hôm nay nhá. Thì em nhắc lại này, chúng ta cùng ôn lại này, chúng ta đã nói chuyện với nhau về những điều gì này. Chúng ta lấy sổ bút ra ghi mở sổ bút ra chúng ta xem chúng ta đã ghi được những gì nào. Ôn bài với nhau một chút nào. Ok. Đầu tiên xin mời chị Ngọc, chị chọn ra một thứ chị ấn tượng nhất hôm nay. Mỗi người chọn ra một thứ mình ấn tượng nhất nhé. Ok. Đầu tiên là của chị ấn tượng đó là thành công là mình phải đi trên đôi chân của mình. Yes. Tức là mình sẽ phải tự làm hết mọi thứ, mình phải tự lập chứ không thể nào mà cứ dựa dẫm vào bảo trợ hay dựa dẫm vào người khác được. Yes. Kể cả mới chỉ là mong móng thôi nhá. Chỉ mới là ngong móng thôi nhá. Cũng không có tốt bởi vì nó sẽ làm cho mình ngốc nghếch đi, đần độn đi. Thay vì thế, thành công của mình nó mới sướng chứ đúng không mọi người? Tiền mình kiếm nó mới sướng chứ. Mình cứ tiêu tiền của chồng có sướng không? Mình ngày càng đần đi làm cái gì đúng không? Kiểu kiểu thế. Nó giống như đi học ấy. Tự mình giải toán mới sướng chứ. Toàn copy bài người khác có sướng không? Ủa chúc mừng nha. 10 điểm cái đấy. Thành ra là copy bài. Xấu hổ bỏ cha đúng không? Kiểu thế. Mọi người hiểu không ạ? Đúng không? Trên đôi chân của mình nó mới sướng nha. Đấy, tuyệt vời. Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Tuyết Nhung, em thích nhất điều gì hôm nay? Em thích nhất là lúc này bảo trợ nói là cứ việc gì mà mình sợ hãi thì mình làm ngay việc đó. Yes, việc gì sợ lao vào làm đi. Đó là cái cách để thành công. Bởi vì cuộc đời nó đôi khi nó chỉ có duy nhất một cái việc sợ này. Nhưng chúng ta cứ để nó đeo đẳng, nó nặng nề trong con người mình. Ok, rồi cảm ơn Tuyết Nhung rất là nhiều. Đó. Hải Nam, điều gì em thích nhất hôm nay? Em cũng thích là việc gì sợ làm ngay. Yes, việc gì sợ làm ngay. Như là tao lại vừa tuyển được một người mới là đưa cho mình cái số điện thoại của người mới đấy, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ sợ người ta bận rồi, là sợ là không biết lúc này gọi có hợp không, nhưng mà thực ra mình sẽ làm ngay. Yes, làm ngay, nó làm ngay. Ok, rồi tuyệt vời quá. Nương Thắm, em thích gì nhất hôm nay? Một điều. Em bật mic nhé. Sorry anh, bài học hôm nay em thích nhất đó là trước khi mà mình làm việc thì mình hãy nói cho mọi người biết là mình làm việc đây ạ. Yes, tuyệt vời, chính xác. Trời ơi, anh nói thật, anh là downline của em, anh chỉ mong thì chờ điều đấy thôi. Anh nói thật đấy. Cho nên ấy, sự xuất hiện của bảo trợ nó rất quan trọng. Còn Thắm là một người rất là đáng yêu, rất nhiều người yêu mến em, và hãy xuất hiện để mọi người trở nên yên tâm hơn. Đúng không ạ? Ok. Ok nha, rồi. Theory này. Thúy Uri có mặt đây nhỉ? Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu được ai, sẽ chẳng cần lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ người ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là dài có lẽ đã yêu lần hai. Người đến với nắng mai dịu êm, với gió xuân từng đêm, với đóa hoa trước thềm. Làm thế giới của tôi đổi thay, những đớn đau phút bay mỗi khi người ở đây. Người gì mà ngoan quá trời, lại còn hay mỉm cười, làm lòng tôi rối bời. Lùi dần vào lãng quên, chỉ để lại thiên thang. Rồi tôi đã tin, tôi đã yêu như mới yêu. Bình yên trở lại nơi trái tim tôi một lần nữa. Nhưng mà trái tim yêu mến tôi hơn chính tôi. Thank you.
dù từng đêm với đóa hoa chợt kề, làm thế giới của tôi đổi thay những đớn đau vụt bay mỗi khi người ở đây. Người gì mà ngoan quá trời lại còn hay mỉm cười làm lòng tôi rối bời. Xót xa lùi dần vào lãng quên chỉ để lại tôi đã tin, tôi đã yêu như mới yêu. Bình yên trở lại nơi trái tim tôi một lần nữa. Tôi mang trái tim yêu mến vui hơn chính tôi. Người lao giấc mơ. Loan, Thân Ngọc Hà. Ok, rồi, tiếp này. À, Hữu Thịnh, cậu thích nhất điều gì? Một điều. Chào anh Yên, chào cả nhà. Hôm nay thì mình thích nhất cái sự đều đặn đấy. Thế là vâng, ngày cứ đều đặn, đều đặn. Đều đặn. Vâng. Cái đấy rất quan trọng đấy chính là Hà Nội 6. Mọi người ạ, cứ vui vui thôi, chắc chắn. Còn mọi người không, cuộc đời không thể nào cũng phép toán được. Không phải là 1 cộng 1 thành 2 được, 1 cộng 1 có thể thành vô cùng. Nó rất là kỳ lạ, nó giống trồng một cái cây ấy. Đúng không? Làm sao có thể là 1 ngày cộng 1 ngày nó ra bao nhiêu quả được? Nó ra bao nhiêu hạt thóc cơ mà. Nhưng rất nhiều ngày chẳng có hạt thóc nào cả. Cuộc đời nó là thế, nó như trồng một cái cây ấy. Ok, rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có ai có ý kiến gì thích nhất ngày hôm nay trước khi kết thúc nào? Xin một hai người cảm hứng nhất chia sẻ với nhau, truyền cảm hứng cho nhau, tu nhân tích đức, gọi là gieo duyên lành cho người khác một cái trước khi kết thúc nào. À, cho chị Thủy xin chia sẻ một chút, đấy là thích nhất cái bài học, đấy là cách làm việc thông minh thì hãy làm việc chăm chỉ trước thì mới là cách làm việc thông minh. Yes, trước khi làm việc thông minh cần chăm trước. Còn chưa chăm mà muốn thông minh luôn ấy, hy vọng người khác giỏi ấy, giấc mơ không có thật. Em mơ điều đấy 6 tháng đấy. Tức bảo ủa mình đàn ông con trai không dạy được sản phẩm đâu. Đây này, đứa này xinh, giống như ví dụ Thắm nhìn xinh xinh nào, bắt đầu mình phỉnh, em mua cho nó kẹo. Em ơi, anh thấy em rất thông minh, tặng em cái kẹo, giúp anh việc dạy cho nhóm vài sản phẩm. Kết quả nó trắng thành cái gì cả. Bởi vì mình lợi dụng người khác, mình hy vọng người khác tạo thành công cho mình. Mọi người đồng ý không? Bao giờ mình phải cảm thấy là thành công nằm trong tay của mình, có hay không người khác không quan trọng, bằng việc mình lao động đủ sức. Nó giống như việc kéo co ấy. Chiều nay thì cà phê với Hải Nam lấy ví dụ đấy rất hay. Hải Nam nói là giống như kéo co ấy, mình phải cố tới mức chắc chắn thắng thì mới buông tay. Chứ còn đang cố mà buông tay thì sao? Lại về mò, đúng không? Đúng, trồng một cái cây ấy, đang tưới tự nhiên nó đang tươi tốt, thế là thôi không tưới phát nó héo, quay heo quát. Lại tưới phát nó hơi tỉnh táo cái, lại thôi, lại lười. Giống như chúng ta đun một siêu nước ấy. Cứ đun 5 phút xong lại đi chơi. Xong về lại đun 5 phút mãi nó không sôi. Trong khi đun liên tục chỉ cần 10 phút nó sôi rồi. Mọi người đồng ý không? Chúng ta cứ đun 5 phút chúng ta lại chơi 1 tiếng, xong về lại đun 5 phút chơi 1 tiếng, rồi lại đun 5 phút chơi 1 tiếng. Có khi 10 lần rồi vẫn chưa sôi. Ngày xưa đấy, không biết là Thịnh có nhớ không, giai đoạn lần đầu tiên tớ làm công việc và tớ thường xuyên kể cái câu chuyện đun nước. Bởi vì đích xác đó là bản thân Yên. Yên rất là cố gắng nhưng mà không thành công, sau đó Yên lại nghỉ ngơi một tí. Sau đó lại cố gắng thì không thành công. À, cố gắng, sắp thành công rồi lại mệt quá lại nghỉ một tí. Thay vì thế làm hết sức tới khi thành công, giống như nhóm Đăng Ninh Hải Lý ấy. Bây giờ anh có phải động gì đâu, thậm chí các bạn ấy còn giỏi hơn Yên, đúng không? Nhóm Hồng Giang ấy. Hồng Giang siêu đỉnh. Chúc mừng Hồng Giang, 6 chân. Đỉnh quá. Ok, rồi, Yên rất là biết ơn, yêu mến và thực sự là mong muốn có thể đồng hành cùng mọi người suốt phần còn lại cuộc đời, và chúng ta là những người bạn tốt của nhau, giúp cho nhau ít nhất là Diamond.
Ok, hãy cứ an lạc giống như trồng cây, rồi một ngày 360 hạt thóc được sinh ra, mặc dù từ một hạt thóc ban đầu, đúng không ạ? Còn không có ngày 1, ngày 2 nó sinh ra đâu, nó phải đến ngày thứ 90, ví dụ thế nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và hãy an lạc trong một giấc ngủ ngon để ngày mai mở sổ ra làm việc y nguyên, viết điều mình muốn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Cảm ơn.